thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm về tệ nạn xã hội trong vòng 5 giờ từ 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 đến 2 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4, đội cảnh sát trật tự kết hợp với đội cảnh sát phản ứng nhanh 113 thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đã ngăn chặn bắt giữ 3 vụ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, tại quốc lộ 53, đoạn từ cây xăng số 8 đến tỉnh đội có khoảng 30 xe và 40 thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tiếp đến, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4, cũng trên quốc lộ 53, đoạn từ ngã ba Long Hiệp đến thị trấn Long Hồ, có khoảng 50 xe, 65 thanh niên tụ tập, hò hét, hú ga, cổ vũ đua xe và đua xe trái phép. Vụ thứ ba bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4 tại quốc lộ 1 từ cổng khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ đến cầu đường Chừa thuộc phường 8, thành phố Vĩnh Long có khoảng 70 xe với 90 thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Lực lượng công an đã tạm giữ 28 xe, 37 thanh niên của 3 vụ đua xe trên để xác minh làm rõ xử lý theo quy định.